Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung Online. Hôm nay trong bài giảng này, chúng ta sẽ học tiếp sang bài số 3 trong bộ video bài giảng luyện thi HSK Online, Mình viết soạn riêng dành cho các bạn học viên trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Và trong bài giảng này, chúng ta sẽ học là bài số 3, 150 từ vựng tiếng Trung HSK cấp 1. Website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master là học tiếng Trung TV. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tìm là tiếng Trung com hoặc là học tiếng Trung TV. Tiếp theo các bạn ấn vào nút này, nút YouTube này hoặc là vào nút YouTube này. Thì các bạn ấn nút này và ấn nút này để làm gì? Để sau này các bạn sẽ được cập nhật và thông báo mỗi khi mình đăng lên kênh của mình một video bài giảng mới bất kỳ, bao gồm video bài giảng luyện thi HSK online và video bài giảng học tiếng Trung online. Các bạn sẽ các bạn ấn xong rồi, ấn một cái này, ấn một cái này trên và dưới thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video bài giảng nào mới nhất của mình. Rồi, chúng ta đi tiếp. Website của trung tâm tiếng Trung Chinese Master là tiếng Trung com Rồi tiếng trung net.com chúng ta sẽ vào phần chính của bài học ngày hôm nay là từ vựng từ số 31 cho đến từ vựng từ là số 45 ta trong mỗi bài giảng chúng ta chỉ học khoảng học đúng 15 từ vựng thôi chứ không nhiều cái cái, cái gì cái bảng từ vựng tiếng trung hsk cấp 1 là có tất cả là 150 từ vựng tiếng trung cơ bản thì mình chia ra làm là uh, 10 10 10 bài tất cả mỗi bài là 15 từ vựng đó thì chúng ta học như vậy chúng ta chia nhỏ ra thì học nó sẽ nhanh hơn hiệu quả hơn so với việc là chúng ta học Học một cục luôn 150 từ vựng thì trung HSK cấp 1 thì như vậy nó sẽ cái khả năng rơi dụng từ vựng nó rất là cao và và nó không hiệu quả. Chúng ta cứ chia nhỏ từng phần ra thì chúng ta diễn, rất là dễ tiêu hóa và học nó nó nó, nó dễ vào hơn đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu luôn nhỉ. Do từ số 31 này là từ cao siêu là tính từ nhà cao siêu là tính từ. Ví dụ là uh, quen bạn tôi rất là vui. Renzini wo hen gao jing ho wo jue de hen gao Quen bạn tôi cảm thấy rất là vui. Renzini wo hen

là từ cưa cưa là lượng từ lượng từ cái dịch là cái ở chiếc được cái từ cái từ cưa này lượng từ này nó rất là phổ biến và có thể thay thế cho hầu như tất cả các cái danh từ trong uh, trong tiếng trung ví dụ là các bạn có ví dụ các một với một danh từ nào đó các bạn quên cái lượng từ của nó là gì thì các bạn có thể là thay cái từ cưa uh, thay thế vào để cho nó uh, tiện uh, tiện lợi và thuận tiện chứ cũng không cần thiết là cái phải nhớ hết tất cả mọi uh, mọi tất cả từ vựng uh, tất cả tất cả lượng từ của của mỗi danh từ như vậy thì nó sẽ rất là nhiều và thì thường là dân tình chung bao giờ họ cũng dùng cái từ cưa này rất là nhiều à, rất là nhiều và rất là phổ biến họ có thể dùng cưa cho có thậm chí có bạn là dùng lần từ cưa cho tất cả mọi danh từ Đó, rất là hay rồi từ cưa là lần từ cái trước ví dụ là uh, tôi có à, uh, là, trong phòng học có hai có hai học sinh Chào sư lý yếu cơ thống Chào uh, lý yếu cơ Chào uh, lý yếu cơ sân. Trong phòng học có hai học sinh Chào sư lý yếu cơ sân. Hoặc là uh, tôi có hai người bạn, tôi có hai người bạn Trung Quốc là 我有两个中国朋友，我有两个中国朋友，tôi có hai người bạn Trung Quốc，我有两个中国朋友，好了，tôi không quen biết cái này，我不认识这个人，我不认识这个人，我不认识这个人，好了，công ty tôi có có khoảng hai mươi nhân viên，我的公司有大概二十个职员，我的公司有大概二十个职员了，công ty tôi có khoảng hai mươi nhân viên，我的公司有大概二十个职员。

Hôm nay, công việc của bạn như thế nào? này còn động từ này. Nhi, nhi à, là là bạn, đi làm chưa? Công là là bạn đã đi làm chưa ấy? Là hoặc gì nhờ? Tôi đến công ty làm việc. Tôi 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 đến công ty làm việc. Hoặc là tôi làm việc cho cô ta. hoặc công là tôi làm việc cho cô ta. công À, ấy là từ công chúa hoặc là dạo này công việc của bạn tốt không mình sẽ nói là trước gì thì từ công chúa好吗 trước gì thì từ công chúa好吗 dạo này công việc của bạn tốt không trước gì thì từ công chúa好吗 dạo này công việc của tôi rất tốt trước gì thì từ công chúa好吗 dạo này công việc của tôi rất tốt trước gì thì công chúa好吗 tiếp là từ số ba tiếp là từ cầu cậu là con chó cậu đó dù là uh, lướt từ của nó là y chữ cầu uh, hoặc là y theo cầu một số bạn lặp lại y cơ cầu <laughs> cũng được 一只狗吧，一条狗，你看，一只狗好了，一条狗，就是啦。呃，你看都讲某讲狗，我家有有一只呃，一只狗好了，你都讲某讲犬狗，我家有一只、呃、小狗，我家有一只小狗，好了，小狗狗，不对？我家有一只小狗狗，你看，你看都讲某讲讲犬狗，对、嗯啊，小狗,狗，呃，狗，好了，呃，我最喜爱吃我很喜欢吃狗肉啊，我很喜欢吃狗肉，呃、我最喜爱吃我非常喜欢吃狗肉。 欢迎大家呃把安迪找喝你吃狗肉吗你吃狗肉吗欢迎啦把打灯安迪找叫你曾经吃过狗肉吗把打灯安迪找叫你曾经吃过啊、呃、吃过狗肉吗我我吃过了对安卓对安卓我吃过狗肉了啊对安迪找找诶比如说把那么的汉语点中汉语点中汉语,点中语比如说呃点中好横汉语难吗啊汉语难吗点中黄火蓝 汉语不太难，汉语不太难。好啦啊。诶、呃，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对、呃、啊。诶，对啊。诶，对、呃、啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对语诶，对啊。诶，对啊。语对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对啊。诶，对 我觉得学汉语很容易都感觉好比中个贼我觉得学汉语很容易第二呢啊的好好了都的坏没说啦好吗啊都好很好啊的哼的呃你身体好吗四块吧都好你身体好吗四块多的都我身体很好我身体很好光屁股吧都好你工作好吗你的工作好吗光屁股都很多拿我的工作不太好我的工作不太好对呢、嗯、呃得喝喝了我呃喝了我没做啦 bạn muốn uống gì không? Ní ao hoặc là bạn muốn uống gì? Ní ao khơ tôi muốn uống trà, muốn trà, hoặc là bạn muốn uống chút gì? Ní ao tiểu sầm mà, ní ao tiểu sầm tôi muốn uống chút cà phê, muốn tiểu cà phê, muốn tiểu cà phê. Rồi, tiếp là từ số ba là từ khơ là và chúng ta cũng vừa nói rồi đúng không? là và ví dụ là, hơi你, tôi và hơi我, bạn tôi, và tôi ba là từ khẩn, là phó từ 呃，tôi rất thích uống cà phê，我很喜欢喝咖啡。我很喜欢喝咖啡。tôi rất thích uống cà phê。bạn bạn rất thích uống cà phê việt nam phải không？你很喜欢喝越南咖啡，对吧？你很喜欢越，你很喜欢的喝越南咖啡吗？你很喜欢喝越南咖啡吗？tôi rất thích uống cà phê trung nguyên，我很喜欢喝中原咖啡。那我很喜欢喝中原咖啡。đến là từ 后面，后面 có nghĩa là mặt sau。

về trường học là Huế chuyển trả về à, nhà là Huế cha về công ty là Huế công ty, là vân vân là về Việt Nam Huế huyền ạ à. từ số 42 từ khuế Huế là động từ năng nguyện à, khuế động từ năng nguyện cái này nó à, ví dụ là biết sẽ có thể có ba nghĩa như vậy ví dụ là tôi biết nói tiếng Trung của biết nói tiếng Anh, của biết nói tiếng tôi biết nói tiếng Anh của của ngày mai tôi sẽ uh, ngày mai tôi sẽ uh, đến gặp cô ta ngày uh, mai tôi sẽ đi gặp của ta thôi à, ngoài ra nó còn có nghĩa là gì? biểu thị là biểu thị cái 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 cái, cái phán đoán là tình huống nó sẽ xảy ra khỏe tức là uh, đã muộn như vậy rồi cô ta sẽ không đến đâu trên trước mơ quả là tha bố khỏe lại là ý trên trước mơ quả là tha bố khỏe lại là có thể à, uh, có thể cũng được tức là tha khỏe xua khai là cô ta có thể nói tiếng Trung hay là cô ta biết là tiếng Trung à, cũng là có thể là có thể sẽ à, uh, 这奈是到火车站，火车站是哪样？火车站啦，汕头话那本土话，汕头话。如来，呃，从这儿去火车站怎么走？那对不对？连那到连头，那边的话，你如听啦，从这儿去火车站怎么走？好了，呃，从这儿去火车站远不远？那从这里到汕头话，那个沙洲远不远呢？嗯，这奈是到指，指高音啦，那眉，如来，呃。 nhà bạn có mấy người cha yếu chỉ cơ đấy cha yếu chỉ cơ đấy nhà bạn có mấy người chỉ có Thì, là từ cha là nhà chúng ta vừa nói rồi đúng không à, nhà tôi có 5 người là cha cơ đấy cha đấy là cha cũng có là lượng từ nữa à, dụ là uh, một một công ty là y cha công sư, hoặc là công ty này chưa cha công sư. hoặc là công sư cũng được công còn có thể là lượng từ nữa à, cha còn có thể là lượng từ nữa rồi tiếp này à, hết rồi chúng ta đã đi xong hết toàn bộ 15 năm từ vựng của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại nhá à, từ đầu tiên này 31 này ờ, cao xỉu cửa công chùa cậu ha ủy hảo hứa hứa hận khô mẹ huế huế Khổ chưa ra chỉ chả. Ừ, chúng ta đã đi xong hết toàn bộ 15 từ vựng của bài học ngày hôm nay là bài số 3 và sau khi xem xong video bài giảng này các bạn cảm thấy thắc mắc ở chỗ nào ở đâu thì các bạn hãy đăng comment ở ngay bên dưới video này ở trên YouTube nhé để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trực tuyến sau giờ học tức là mình sẽ hỗ trợ các bạn ở trong giờ học và ở cả ngoài sau giờ học nữa đó thì như vậy các bạn thì, à, các bạn sẽ được à, luôn liên tục được tiếp xúc với môi trường học tiếng trung và như vậy các bạn học tiếng trung nó sẽ tiến bộ rất là nhanh và hiệu quả rất là à, và hiệu quả rất là tốt rồi và nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo chào các bạn.